Hải Thường phôn hoa, Lý Thấm phản ứng về việc Hiểu Tô khóc quá nhiều, còn Từ đăng ảnh khóc lóc cực xinh. Lý Thấm bất ngờ lên tiếng về những màn khóc lóc bi thương của nhân vật Đỗ Hiểu Tô trong Hải Thường phôn hoa. Lý Thấm vừa đăng Weibo những hình ảnh nhân vật Đỗ Hiểu Tô mà cô thể hiện khóc lóc sâu thẳm trong phim Hải Thường phôn hoa. Trong đó, Lý Thấm nhắn nhủ rằng, giành lấy thì không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ, Hiểu Tô à. Đừng khóc vì anh ta nữa mà hãy lôi anh ta cùng đi về phía trước. Bên dưới bài đăng này, nhiều khán giả hào hứng để lại bình luận. Nhiều người cho rằng Lý Thấm thực sự rất mạnh mẽ. Đúng là ở phim Hải Thường phôn hoa, nhân vật Đỗ Hiểu Tô đã khóc lóc vì Thiều Chấn Vinh, Trương Văn Long và Lôi Vũ Tranh đầu kiên quá nhiều rồi. Nhưng ngoài đời thực, nếu rơi vào tình huống trên, chưa chắc Lý Thấm đã hành xử yếu đuối như Hiểu Tô. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Lý Thấm nói cô luôn cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ về công việc này. Mỗi ngày tôi luôn nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt, làm việc chăm chỉ. Tôi thích mình ở thời điểm hiện tại, đó là có thể dùng công việc của một diễn viên để trải nghiệm cuộc sống xung quanh. Sau đó, từ mỗi vai diễn mà tôi rút ra được bài học đáng giá. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, tôi sẽ có tốc độ làm việc khác nhau. Bây giờ, tôi lao vào công việc một cách điên cuồng, nhưng khi cần thiết, tôi cũng có thể dừng lại để suy nghĩ xem điều đó là đúng hay sai. Hải Thường phôn hoa được chuyển thể từ hai tiểu thuyết ngôn tình là Hải Thường phôn hoa và Giai Kỳ Như Mộng của Phi Ngã Tư Tôn. Trong đó, nội dung phim xoay quanh chuyện tình yêu tay ba đầy rối rắm của Đỗ Hiểu Tô, Lý Thấm, Thiều Chấn Vinh, Trương Văn Long và Lôi Vũ Tranh đầu kiên. Trước đó, ekip sản xuất ghép drama Hải Thường phôn hoa và tung trailer giới thiệu những tập tiếp theo. Trong đó, Đỗ Hiểu Tô khiến khán giả xót xa khi lộ rõ dáng vẻ yếu đuối sơ sát vì bệnh tật. Đỗ Hiểu Tô ngồi trong phòng làm việc và theo dõi tin tức về Hứa Tiểu Thư, người bị cho là đang hẹn hò với Lôi Vũ Tranh. Trong lòng Hiểu Tô luôn có mặc cảm lớn rằng bản thân không giàu có, xinh đẹp hay có quyền thế, học thức cao như cô gái họ Hứa kia. Điều đáng nói là Vũ Tranh lại chẳng thèm giải thích cho Hiểu Tô hiểu rằng anh yêu cô nhiều thế nào. Chính thái độ mập mờ của Vũ Tranh đã làm cho mọi chuyện thêm phần rắc rối. Nhìn Hiểu Tô, mặt mày tái xanh run rẩy uống thuốc, khán giả không khỏi buồn lòng. Nhưng biết làm sao được, Hiểu Tô, Vũ Tranh đang trong giai đoạn ngược lẫn nhau mà, cả hai sẽ còn trải qua 7749 kiếp nạn mới có thể bình an đến được với nhau. Vậy nên, khán giả yêu mến bộ phim Hải Thường phôn hoa cũng đừng quá nóng ruột, cứ bình tĩnh chờ đợi thêm vài tập phim nữa, thế nào thì Hiểu Tô và Vũ Tranh cũng cởi bỏ hết hiểu lầm mà thôi. Trong một diễn biến khác, sau khi Hiểu Tô vượt qua cơn ốm đau bệnh tật, cô cùng bản thân Tư Kỳ dạo phố mua sắm thì phát hiện ra chuyện có ai đó bí mật theo dõi mình. Hiểu Tô nói cho Tư Kỳ nghe nhưng Tư Kỳ không tin. Thực ra, người âm thầm theo sát Hiểu Tô chính là Vũ Tranh. Anh luôn lặng lẽ đi theo Hiểu Tô nhưng không cho cô biết. Hải Thường phôn hoa vẫn đang phát sóng trên web TV vào mỗi tuần. Các bạn cùng theo dõi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.